Linh là hoa sen. Tu là rau. Kêu rau sen cũng được, kêu là tua sen cũng được. Vị là mùi vị. Cam ngọt. Là bổ ích, ích là thêm vào. Tinh là mình viết sai chữ ra. Mình viết vậy cũng được, ít tinh cũng được, nó đúng là chữ ít thành, ít tinh cũng được. Ô là màu đen. Tu là rau. Sát là rít lại. Tinh là tinh. Cố là bền chặt. Thường thường cho nó cố thủ hoặc là củng cố từ đó. Tủy là phần trong ống xương, là chất tủy. Duyệt là đẹp lòng, vừa lòng.
nhang là dung nhang, là vẽ mặt. Bổn là thêm vào. Hư là phần trống rỗng, hư phần hư hoại. Đọc ra là lành luôn. Giấy này cũng tốt mà nó cũng phải hai lem, các bạn thông cảm mà. Liên tu vị cam ít tinh ô tu sáp tinh cố tủy duyệt nha bổ ư